Alo, alo, và xin chào lại cho anh em đang xem theo dõi trên kênh YouTube của mình. Mình là Nguyễn Quang Thuận và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái thủ thuật rất là hay ở máy tính. Đó là dành cho những bạn nào mà đang làm kênh YouTube chẳng hạn, thì muốn làm những cái ảnh gọi là thu bay thu nhỏ này để nó thu hút. Thì ở đây thì mình có một số những cái video mà được thu hút được rất nhiều với anh em. Đấy, có ví dụ video này thì được khoảng tầm 500.000 lượt xem. Đấy, so với các cái video về cùng với cái nội dung ấy thì nó được thu hút hơn hẳn. Thì đây mình làm một cái video, đó là chủ đề về AutoCAD và là gì, dựng bài tập hình 2D cơ bản, thì các bạn thấy là cũng rất là trực quan và dễ hình dung đúng không ạ? Đấy, xem thì nhiều anh em có thể là nhìn thấy hiểu ngay nội dung video và kích vào luôn. Thế thì làm cái ảnh thumbnail này thì hôm nay mình sẽ chia sẻ anh em một cái công cụ, có rất là nhiều công cụ anh em đã từng làm rồi đúng không ạ? Photoshop hoặc là điện thoại hoặc là cái những cái phần mềm làm trực tuyến online. Thế nhưng mà hôm nay mình làm bằng một cái phần mềm mà mình thường xuyên mình dùng, đó là phần mềm có sẵn trên máy tính thôi. Khi các bạn cài máy tính vào thì thường là các anh cài Win anh cài luôn rồi. Đó là phần mềm của Office PowerPoint đúng không ạ? Nghe thì có vẻ là các bạn nghe PowerPoint giống hay trình chiếu ở trên các giảng đường đúng không ạ? Các giáo viên hay trình chiếu hay các bạn hay làm slide ấy, đúng không ạ? Nhưng PowerPoint thì nó nhiều chức năng vô cùng hay luôn đấy các bạn. Đấy, hôm nay ví dụ như là mình muốn làm một cái, mình vừa mới làm xong một cái video. Đấy, hôm nay mình vừa mới làm xong một cái video về luyện vẽ AutoCAD. Đây, mình vừa làm xong cái video về cái hình như thế này. Thế bây giờ mình sẽ làm một cái ảnh bìa thumbnail cho cái video về cái có cái biểu tượng logo như này nhá, để anh em cùng xem. Ở đây mình mở PowerPoint lên này. Đấy, ok chưa? Khung nền trắng, các bạn chỉ giữ lại một slide thôi, xóa hết tất cả những cái text có sẵn đi. Bước 2 là anh em, ví dụ mình là phần mềm của mình đã chụp một cái khoảng không gian đen, được chưa? Đấy, hoặc là chụp luôn hình này. Đó. Anh em để này. Mình sẽ giấu con chuột đi. Ở đây mình sẽ ấn cái phím chụp ảnh màn hình ở trên bàn phím, là cái phím print screen ấy. Anh em nào làm về máy tính nhiều thì không thể nào không biết phím này được đúng không ạ? Chụp ảnh màn hình. Đấy, sau đó chúng ta vào PowerPoint, chúng ta Ctrl V thôi. Thì tự động gì ạ? Tự động nó sẽ được dán cho chúng ta. Bây giờ chúng ta là co nó cho nó khớp với cái tỷ lệ. Được chưa? Hãy nhớ là cái tỷ lệ của cái khung nền này nhá. Các bạn chọn tỷ lệ của khung nền này, nó hoàn toàn nó đã là theo cái định dạng là 16:9 rồi. Thế tại đây mình thường là mình làm gì ạ? Mình thường mình chọn chuột phải, chọn crop để cắt đi cái phần thanh taskbar này. Mình không muốn hiện cái thanh taskbar này. Đấy, ok. Đấy, sau mình kích ra ngoài là được thôi. Sau mình kéo giãn nó ra để nó full. Đó. Được chưa? Thế thì cái hình này nó còn có cái gì nữa? Nó còn có, ví dụ là nó còn có cái logo AutoCAD ở đây để mình nhận dạng. Đấy, mình chèn vào góc này. Thế thì bây giờ mình sẽ làm như sau. Mở PowerPoint lên. Mình sẽ insert này một cái ảnh, ví dụ mình đã có một cái ảnh logo AutoCAD, nên định dạng là PNG nhá. PNG là nền nó trong suốt đấy. Những cái logo ở đây mình tìm được thì tìm, nếu như bạn nào mà không tìm được cái nền trong suốt mà kiểu dạng ảnh nền như này nó giả PNG ấy, nhưng thực ra nó là JPG ấy, mà nó cái nền nó không trong suốt, thì các bạn cứ chèn bình thường vào đây thôi. Thì ở trong cái phần mềm PowerPoint này nó cũng xóa được luôn cái nền này một cách rất là nhanh đây. Các bạn chọn vào thì hãy nhớ là dùng cái phiên bản PowerPoint bản khoảng tầm 2016 hay 2018 trở lên ấy, thì dùng cái tính năng này rất là tuyệt vời. Ở đây mình đang dùng bản 2016 này. Thế thì anh em sau khi chèn được ảnh vào đây này, anh em có tính năng là gì ạ? Đấy, anh em thấy không ạ? Format này, kích vào phần format ở đây. Đấy, kích vào phần format và anh em kích vào background này. Đấy, các thấy không? Thì lập tức là tất cả những cái phần màu hồng là chỉ cái phần nền ấy. Nó đã được bôi hồng lên. Anh em kéo rộng cái phần này ra để nó không bị ăn vào cái đối tượng nữa nào. Kích vào thôi, và kích tích vào đây thôi. Không phải làm gì cả, tự nhiên nó sẽ xóa hết cái phần gì? Cái phần nền của chúng ta cho chúng ta. Nó tức là cái phần này nó tính năng tự động lọc nền và chọn ra đối tượng rất là hiệu quả luôn. Nếu anh em mà tìm hiểu sâu về phần mềm PowerPoint này á, thì nó được làm rất là nhiều những cái hiệu ứng effect ấy, effect hoặc là những cái video về kiểu motion 2D á,
trích xuất video cực kỳ tuyệt vời trên PowerPoint luôn. Đấy, nó được ví như là một cái phần mềm After Effects ấy, kiểu phiên bản đơn giản đấy. Rất là mạnh luôn anh em mà lên trên Google search về After Effects hoặc là những cái mà by PowerPoint ấy, thì rất nhiều cái thú vị luôn, anh em nhiều cái để học luôn. Mình cũng đã từng render trên video ở trên PowerPoint luôn, cũng rất tuyệt vời. À, ok, quay trở lại vấn đề thì mình đã có cái logo ở đây rồi, thì anh em mình sẽ insert một cái shape. Mình hay chọn cái insert cái shape tam giác ở đây. À, mình vẽ ra. Giữ phím shift để cho nó được là thành tam giác cân, sau đó mình xoay. Đấy, giữ shift thì xoay theo góc từng góc 15 độ một đến khi nó vuông thì thôi. Em vào đây. Dạ. Anh em chọn cái tính năng chọn cái hình logo AutoCAD này, chuột phải này. Chọn thì print to fun này. Đấy. Thì nó sẽ là lên trên tất cả. Đấy. Tức là sắp xếp lại thứ tự layer thôi. Cái này anh em xếp vào đây. Cái này mình sẽ cho phông nền là gì? Mình để cho nó màu trắng nó thân thiện. Đấy, tại vì màu trắng thì nó trên cái nền trên cái logo màu đỏ nó sẽ rất là nổi bật. Mình có thể là co kéo lại này, nhỏ lại hoặc là lớn ra. Thậm chí anh em muốn co kéo từng cái điểm đầu này, từng cái điểm đỉnh này, thì anh em có thể chuột phải chọn Edit Point này, thì nó cũng cho phép chúng ta là kéo các kiểu luôn. Đấy, rất là hay. Đấy. Giống như hệt là AutoCAD luôn, nếu anh em nào mà đang sử dụng biết phần mềm AutoCAD. Có rất nhiều tính năng tương đồng luôn. Bởi bản chất nó vẫn là xử lý các cái hình học thôi mà. Đấy. Ok không ạ? Xịn không ạ? Thế bây giờ mình sẽ, đây là cái ảnh kết quả. Thế bây giờ mình sẽ chèn thêm cái khu vực ở đây nữa là cái khu vực cái ảnh gọi là đề bài. Cái ảnh đề bài của mình hôm qua mình đã vứt nó ở trong này. Đấy. Vứt ở trong này, thế thì bây giờ mình sẽ có thể kéo thả trực tiếp vào phần mềm được không ạ? Kéo thả trực tiếp được luôn đúng không ạ? Đấy, giữ Ctrl. Đó. Anh em thấy sao ạ? Tuyệt vời không ạ? Làm mà nó rất là nhẹ nhá, anh em không cần phải dùng đến Photoshop hay là những phần mềm gì chèn mấy cái phông này đâu, nó rất là nặng hay là phải tải về hay là phải dùng nó, đôi khi là nó rất là nghiến cái sự nặng hay là giật lag ấy. Anh em dùng PowerPoint là thoải mái rồi, xóa phông nền xóa được luôn, mà viết text thì gọi là quá đẹp nhỉ. Anh em muốn viết text ở đây cũng cực kỳ là đa dạng luôn, text và có thể là thay đổi cái phông nền. Ở đây mình cũng hay dùng cái ví dụ như là màu trắng đi, mình hay dùng phông là Roboto nhỉ. Đấy, ví dụ như là cái hoa đây, viết để cắt block in hoa, bài tập AutoCAD 2D cơ bản để nâng cao. Đấy, bài 12 ạ, ví dụ thế. Ở đây anh em có thể là gì, cho thêm một cái set nền nữa này. Đấy. Đó. Cho màu nền được luôn, để một cái nền màu ca vàng đi, kéo rộng cái này ra, đấy nhỉ? Thậm chí là những cái đường viền đấy, đường viền của nó các bạn cũng có thể tạo được luôn này, đấy nhỉ? Đấy, và độ dày của đường viền luôn này, đấy, anh em thấy không? Đấy, cũng không cần gì nhất thiết là phải Photoshop mới làm được, thì làm này rất là hay. Đấy, nếu như bạn nào muốn viết text viết chữ, đấy nhỉ? Viết text viết chữ, hoặc là nếu mà không muốn gì nền thì các bạn hãy xóa nền đi, chọn no fill, no fill rất là hay. Ở đây thì tạm thời trong cái này thì mình có hình logo rồi, mình thể hiện là rất là chi tiết trực quan rồi, thì mình không chèn thêm cần phải chèn thêm text vào đây nữa, được chưa? À, ví dụ các bạn có thể muốn chuyển thêm cái này chẳng hạn, đúng không? Insert thêm một cái hình gọi là mũi tên sang đi, đấy. Rất mạnh luôn, mà những cái phần shape này mình cam đoan là dùng kiểu auto còn nhiều hơn Photoshop rất nhiều, không cần phải tạo rất là lâu. Đấy. Vẽ này cho nó màu đỏ đi anh em nhá, tuyệt vời không ạ? Đấy, nền này chỉnh sửa luôn, đây là nền, đây là cái outline, tức là cái đường bo đường viền này. Đấy, cho
màu gì cho nó thân thiện, trắng hay màu vàng. Đấy, nổi bật luôn, thích độ dày của cái outline này. Đấy, anh em nhìn thấy có uy tín không ạ? Ảnh bìa này, đúng không ạ? Anh em nào mà học AutoCAD thì nhìn mắt logo nhận diện ra này. Thứ hai là cái hình bài tập này và thì suy ra là hình kết quả này, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Thế bây giờ là sau khi ta làm xong rồi nha, các bạn chèn logo tùy ý, chèn ảnh tùy ý, viết chữ tùy ý vào đây. Thế bây giờ ta xuất ảnh này, chọn mục mục file này. Đấy, chọn vào export này. Export là xuất này. Export và chọn vào tiếp theo nữa là tích sau này. Được chưa? Đấy, thay đổi cái loại file, các bạn có thể xuất ra PDF hoặc xuất ra video. Đây, clip video dạng ở dưới cái phân độ phân giải là 1080 luôn anh em nhé. Đấy, nếu anh em nào làm video. Nhưng ở đây thì mình xuất ra gì? Dạng ảnh nhé. Đấy. Ảnh ở đây thì cũng cho loại là hai loại này, một là PNG, hai là JPEG này. Thì mình xuất ra JPEG đi. JPEG và save as. Đấy, hỏi là gì? Đặt ở đâu, mình đặt ở laptop cho nó dễ tìm đi. Đấy, full by bài 12 AutoCAD. Chọn ở đây nó hỏi là những bạn xuất một slide hay là nhiều slide. Ở đây thì mình có một slide thì mình chọn là hai cái này thì như nhau, được chưa? Tất cả hay là một cái như nhau rồi. Đấy, chọn rớt ít của ăn là cái mà mình đang đứng hiện hành ở đây thì nó sẽ rớt riêng cái này ra. Bây giờ chúng ta xem thành quả nhé. Đấy, thành quả chúng ta đây là một cái hình logo mà trước đây mình đã làm này, mình chỉ viết text thôi. Đấy, không có hình gì cả. Cũng rất nhiều lượt xem, cái này gần 500, gần 400 nghìn lượt xem. Đây là cái mình vừa thành quả mình vừa làm ra này. Được chưa? Đây mình cho các anh em xem luôn là cái video mà cái 5 bước này mình đã làm. Đây, vào đây. Nó là video này. Đấy, 5 bước đây, 5 bước thiết lập đây. 355.000 lượt xem tính đến thời điểm hiện tại và cũng đang rất là hot, so với nội dung là đánh giá rất cao luôn này. 4,2 nghìn lượt thích này. À, anh em đánh giá rất là chi mừng luôn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay lại cái video của mình nhé. Đây, ở đây thì mình mới tải cái video công chiếu lên lúc nãy. Thế thì tối nay sẽ phát video này lên. Bây giờ mình muốn sửa cái ảnh bìa. Đây, tải thu nhỏ lên. Công việc lại còn lại là rất đơn giản để cho anh em rồi. Đấy, đó, nhìn uy tín hơn không? Uy tín hơn hẳn luôn đúng không ạ? Lưu lên. Đó. Mở ra. Đó, đây là một cái video công chiếu anh em nhé. Đây, video công chiếu thì anh em nhìn thấy cái ảnh này, nhìn nó rất là trực quan và mình nghĩ là nó sẽ có cái độ thân thiện cao ấy. Đấy, với người dùng. Đấy, thì anh em hôm nay mình giới thiệu cho anh em về một cái công cụ rất là hay để chúng ta có thể xử lý được cái ảnh bìa mình thường xuyên phổ biến làm trên cái phần mềm này. Đôi khi đương nhiên là những cái khó thì mình sẽ dùng cái phần mềm là Photoshop, được chưa? Photoshop ở đây mình có dùng Photoshop luôn, nhưng mà những cái đơn giản thì mình tùy theo cái nhận định của cá nhân mình ấy thì mình dùng cái nào. Không, đôi khi không cần nhất thiết lúc nào phải dùng dao mổ trâu để chúng ta đi thịt gà, đúng không ạ? Và video này cũng dài rồi, chúc mừng anh em và hy vọng anh em sẽ ủng hộ về cái tip này của mình. Mình xin phép dừng video này tại đây. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào.